Xin chào cả nhà, hôm nay thì hân hạnh giới thiệu cho anh chị mình một chiếc bình hút lộc tụ tài, một chiếc bình cái bụng và dáng rất là lớn nhá, của nghệ nhân là nghệ nhân Fuji Sumei. Thì cũng xin được phép giới thiệu qua một số tác phẩm của nghệ nhân Fuji Sumei cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng nhé. Ví dụ như là những chiếc bình lớn, những chiếc chóe lớn rất là đẹp luôn. Và ngoài ra thì có những chiếc nậm rượu cũng rất là xinh này cả nhà. Đó, rồi ngoài ra thì có những cái chóe cũng rất là lớn ở đây. Đây, anh chị có thể thấy những cái bình lớn như thế này nha, trang này này, rồi bên này nữa này, có những cái bình siêu lớn luôn cả nhà. Đây, những cái bình bên này là siêu lớn luôn, một cái chiếc chóe cả 1 mét, 1 mét 2, thậm chí là 1 mét 8 cũng có luôn nha. Thì chiếc bình này cũng đã ná dòng này, nhưng mà cái hoa văn họa tiết trên chiếc bình này thì có hoa văn họa tiết trùng với lại chiếc dĩa này nha. Cả nhà có thể thấy cái nét vẽ này cũng là nét vẽ của nghệ nhân Fuji Sumei. Và chiếc bình này thì tương đối là đặc biệt, bởi vì sao? Bởi vì cái kích thước là rất lớn nha cả nhà. Với chiếc bình này có chiều cao tổng thể sẽ lên tới là tầm vào khoảng bao nhiêu đây nhỉ? Đây, em xin phép được đo chính xác cho cả nhà luôn nha. Chiếc bình này cao đâu đó tầm 38 phân cả nhà ơi. 38 phân cả nhà, 38 phân lận rất là cao nha. Còn về phần vòng bụng của chiếc bình này thì cũng sẵn tiện đo luôn vòng bụng cho cả nhà nhé. Đây, chiếc bình này sẽ có vòng bụng là, đây, giới thiệu cho cả nhà, vòng bụng 104 luôn nha. Chiều cao thì tương đối là lớn rồi, thêm vòng bụng 104 nữa, một chiếc bình hút lộc tụ tài nha. Ở trên đây thì sẽ có hoa đào, hoa mận này. Rồi tiếp theo là muông chim thì đang đậu trên bình nha. Như cái nét ở trên bình này, kể cả cái màu nền nha, cũng được người nhân tỉa tót bằng cái nước men rất là sáng, rất là bóng. Và ngoài ra thì những cái cành cây, cành hoa này đều được người nhân thể hiện một cách rất là tỉ mỉ. Và đặc biệt hơn nữa, cái điểm nhấn nhá của chiếc bình này chắc chắn là những cái chú chim đang đậu trên cành cây. Và tứ xung quanh của chiếc bình này thì đều được thể hiện những cái nét chim này luôn nha cả nhà. Thì chắc là em sẽ quay cận cảnh để cho cả nhà cùng với em cảm nhận chiếc bình này luôn nha. Này, xin phép được quay cận cảnh cho cả nhà. Đây, trước tiên là chúng ta sẽ quay một chút xíu về cái miệng hút lọc này nha cả nhà. Đây, cái miệng hút lọc như thế này. Đây là cái miệng hút lọc trúng chím này, rất là nhỏ xíu thôi. Còn anh chị có thể nhìn thấy cái nét bút được thể hiện trên cái này nha, cả màu nền trên những cái nét vẽ của những chú chim. Ở phía dưới này thì hình như là sự bắt đầu của những cái cành cây hoa này nha cả nhà. Đó, bên này có một cặp chim luôn này. Đó, một cặp chim ríu rít đang chơi đùa trên cành cây nha cả nhà. Có rất là nhiều con chim ở trên đây. Và cuối cùng ở bên dưới chính là triện ký nha. Sẽ có hai triện ký, một triện ký màu xanh và một triện ký chìm nha. Bên chìm bên dưới này cả nhà. Đó, một chiếc bình rất là đẹp luôn. Hút lộc tụ tài. Anh chị mà trưng trên những cái đôn hoặc là trưng ở trên kệ thì cực kỳ đẹp nha cả nhà. Đây, để em giới thiệu lại cho cả nhà một lần nữa nhá. Và nếu như anh chị có nhu cầu với muốn cùng với Nhật Toki giao lưu thì có thể liên hệ qua Zalo nha cả nhà, 0901112334. Rất là cảm ơn anh chị với lại tác phẩm chiếc bình Fuji Sumei hút lọc này nha cả nhà. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và một lần nữa thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo của gốm Nhật Toki.